Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Nếu các bạn có cần mua vật dụng trên Amazon, xin hãy bấm vào link dưới đây, dưới phần description hay comment để ủng hộ cho kênh của KT nhé. Mình cũng có một cái website chia sẻ công thức nếu các bạn nào muốn xem hoặc in ra vào trang ktfoodie.com. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món hoành thánh nha. Mì hoành thánh. Thì cái món này hồi xưa lúc mà mình còn nhà hàng bán phở, bán hoành thánh đó, là mẹ mình chia sẻ cái công thức này. Công thức này của mình, mẹ mình làm rất là ngon. Bởi vì thời gian đó bán rất là đông khách cho cái món này. Thì để làm món này rất là đơn giản nha các bạn. Mình cần cái giỏ hoành thánh. Thì cái chỗ của bạn sống có cái giỏ hoành thánh loại nào thì mình mua loại đó. Ở đây là cái loại này là made in USA nè. À, các bạn nhìn nè, product of USA. Đó, cái giỏ hoành thánh này hiệu Twin Markets ha. Đó, Hong Kong style. Đó. Là mình dùng cái này. Mình cần có thịt. Thịt xay, thịt heo xay mình mua loại mà 80-20, tức là có mỡ chút xíu. Còn nếu mà không, bạn mua rồi bạn xay rồi bạn cho thêm dầu, dầu hành phi các bạn cho nó thơm. Mình cần 700g thịt xay, thịt heo. Mình cần 450g tôm, tôm này mình chưa có lọc vỏ. Thì cái tôm 450g là chưa có lọc vỏ nha. Hành tím mình cần 1 muỗng hành tím, khoảng 1 muỗng canh rưỡi. Hành tím băm á các bạn. Trứng, bột nêm, tiêu, đường, dầu mè và muối. Muối mình dùng muối biển nha các bạn. Thì muối biển có vài bạn hỏi mình dùng hiệu nào, thì mình dùng hiệu này. Đó. Cái này là của Costco, made pack in USA nè. Hiệu thứ hai mình cũng dùng, nghĩa là lúc mình đi chợ mình thấy ở đâu bán mà mình thích thì mình mua thôi các bạn. Thì hiệu này là của mình mua trong chợ châu Á và made in Korea nè, ở bên Hàn Quốc á. Bây giờ mình bắt đầu vào bếp mình làm nha. Trước hết mình sẽ đi lọc tôm. Mình lọc tôm, mình rửa sạch tôm ha. Mình mua tôm loại size nhỏ, không có to lắm. Mình lấy cái que tăm nè, rồi mình lấy cái đường chỉ đen ra nếu mà nó có nè. Đó. Nè. Đó. Và mình làm tiếp tục cho tới khi hết. Rồi sau đó mình sẽ đi lọc vỏ của con tôm. Sau khi mình lấy hết cái chỉ đen dơ rồi các bạn. Dơ dễ sợ không? Thì mình lọc tôm. Lọc xong rồi nè các bạn. Mình cho muối vào đây. Mình cho khoảng 1 muỗng canh muối. Mình chà nó như vậy nè. Mình bóp nó như vậy để cho nó ra cái chất dơ đó. Và bây giờ mình sẽ rửa nó. Các bạn thấy cái nước dơ dữ sao không? Mình rửa cho tới khi cái nước nó trong thôi ha. Kế đến thì mình lấy khăn giấy nè các bạn. Mình chậm cho mình lau cho nó khô cái con tôm ráo á. Tôm thì mình sẽ cắt ra làm 2, làm 3 nha. Tôm mà mình làm như vậy á, khi mình ăn chúng á, nó rất là ngon. Nó giòn giòn, sực sực, ngon lắm các bạn. Thay vì các bạn băm nó ra nhuyễn á, thì nó sẽ không, cái vị nó sẽ không có ngon bằng nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình ướp nha các bạn. Thì mình sẽ cho thịt vào đây. Chung với tôm nè. Nếu mà nó có ra nước, bạn nhớ đừng có bỏ nước vô trong đây. Hành tím. Hành tím mình nói là 1 muỗng rưỡi cho tới khoảng 1 muỗng rưỡi cho tới 2 muỗng canh. Ăn phở, ăn hủ tiếu á các bạn. Cho nó thơm ha. Mình cho tiêu đen á các bạn. Khoảng gần 1 muỗng cà phê. 3/4 muỗng cà phê. Bột súp gà. Tại vì muỗng này là 1 tablespoon.
Thì một cái muỗng này sẽ lưng lưng của muỗng ăn phở ăn canh nha. Đây nè, mình cho một muỗng vào đây. Đường với lại muỗng bột súp gà mình cho bằng nhau. Đường mình để ngang gạt ngang nè các bạn thấy không? Còn bột súp gà mình cho dung dung tí không sao. Dầu mè. Mình cho nửa muỗng canh dầu mè, nửa muỗng tablespoon nè, dầu mè vậy nè. Cái này là cái bí quyết, đó là một cái trứng gà vào trong đây. Cái thịt của mình nó sẽ thơm ngon lắm các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ trộn hết nha, mình trộn đều lên. Thì một lát á, khi mà mình trộn xong rồi đó, bạn có thể bỏ vào lò vi sóng thử ăn thử xem nó đã cái khẩu theo cái khẩu vị của gia đình của bạn đã vừa ăn chưa, hay là có cần thêm nêm nếm gì nữa không nha. Mình cân cho các bạn là một muỗng tablespoon, tức là một muỗng này nè, bột nấm, bột súp gà là bằng 10 gram, còn một muỗng này, một muỗng tablespoon đường á, là 18 gram, và 3 phần tư muỗng muối teaspoon nè là khoảng 4 gram nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ráp nó lại, sau đó mình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh khoảng 20 tới 30 phút, rồi sau đó mình mới đem ra mình gói nha các bạn. Luộc sườn heo nha, mình bỏ vào đây một muỗng canh muối, và trong đây mình bỏ một củ hành tím, và mình bỏ sườn vào đây mình luộc. Thì ở bên Mỹ á, thường thường là mấy cái thịt này nè toàn là đông lạnh không các bạn, cho nên là nếu mà mình không luộc sơ qua cho nó ra bớt cái chất dơ thì cái nước lèo của mình nó không có, thứ nhất là nó sẽ bị đục, nó không có trong, thứ hai là nó sẽ không có được thơm á các bạn. Mình phải canh từ lúc nước sôi nha, mình luộc khoảng 5 phút cho cái nước dơ nó ra. Và bây giờ sau 5 phút thì các bạn thấy nè, nước nó các bạn thấy cái bọt dơ và đen không nè. Mình sẽ tắt lửa và mình đem đi rửa, sau đó mình mới bỏ và rửa sạch rồi mình mới bỏ vào trong cái nồi áp suất nha, instant pot ha. Bắt đầu bỏ sườn vào trong nồi áp suất ha, mình đổ sườn vào đây. Củ cải muối các bạn nhớ giùm cho mình là phải rửa cho thật sạch trước khi bỏ vào nồi nấu, không thôi nó mặn nha, tại củ cải muối trong đây nó mặn lắm. Đường, muối, bột súp gà, tôm khô, tiêu, và rất là quan trọng là phải có một củ hành ha, một củ hành. Sau đó các bạn chế nước vô dùm cho mình cho tới cái nút max nè. Cái này là instant pot này là 8 khóa nha các bạn. Cái nút max ở trên 2 phần 3 ha. Rồi các bạn đậy nắp lại. Cái này rất là quan trọng. Cái nút này nè, nó phải nằm ở giữa để chữ sealing, nghĩa là mình đóng rồi khép nó lại á nha. Và cái nút này lúc nào khi mà nó chưa nó cái nồi áp suất của mình nó không có nóng á, thì cái nút này nó sẽ nằm ở dưới đây bằng cái level, bằng ngang của cái nắp. Nhưng mà khi mà một lát mình release cái hơi á thì các bạn sẽ nhìn để ý sẽ biết ha. Bây giờ thì sealing nằm ở đây nha. Khép. Và bây giờ mình bấm manual. Mình bấm 6 phút thôi ha. Mình nấu cái này đúng 6 phút nha các bạn. Không có nghĩa là 6 phút sau là các bạn có nồi nước lèo, để mở cái nút cái valve ở phía trên ra nha. Đây mình lấy cái cây đũa dài. Đây mình lấy cái cây đũa dài ha, và mình mở cái này ra nhẹ nhẹ thôi ha. Đó. Cho tới khi mà nó cái nút này nè, cái nút đỏ này nó bật xuống, nó thụt xuống á, nghĩa là nó đã xong rồi thì mình mới mở cái nắp này ra được nha các bạn. Thì bây giờ cái nút màu đỏ này nó đã thụt xuống rồi các bạn, nó báo hiệu cho mình biết là mình mở cái nắp này ra được ha. Và bây giờ mình mở cái nắp ra đây. Đó. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Đây. Bây giờ mình thử cho các bạn xem cái thịt nó mềm như thế nào nha. Nếu mà bạn nào thích ăn mềm hơn thì để lâu hơn, hay là thích ăn vừa chín tới thì để ít hơn nè. Đó, nó mềm như vậy nè các bạn. Mình lấy cái cục thịt này nè,
Đó, nếu nó mềm ngon các bạn. Nếu mà các bạn thích không thích mềm lắm thì nên để 4 phút. Còn hay là mềm hơn thì để hơn. Nhưng mà mình thấy cái này là vừa ăn rồi. Thơm lắm luôn á. Nó có cái lớp mỡ trên đây nè các bạn. Thì mình vớt ra cho nó sạch. Và nếu mà các bạn nào mà xiên á thì mình nên lọc lược ra cái nước lèo này. Nó sẽ nhìn nó trong và nó thanh thanh hơn. Còn nào mà bạn mà không có thời gian á, mình ăn thẳng không sao hết ha. Nước lèo nó vẫn trong, vẫn ngon lắm. Mình vô mấy cái khúc đầu hành lá các bạn. Mình bỏ vào đây ha. Và cái dầu tỏi phi hồi nãy á, mình sẽ bỏ vào đây một ít. Để cho nó thơm cái nồi nước lèo ha. Thơm lắm. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào đây một nước súp gà ha. Bây giờ mình nếm cho các bạn nghe thử nha. Vào nước lèo ngọt mà ngon lắm các bạn ơi, nó vừa ăn luôn á, mình không có cần nêm nếm gì nữa hết á. Nhưng mà tùy theo khẩu vị của mỗi người. Thí dụ mà bạn thích ăn mặn ngọt lạt như thế nào thì các bạn có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của các bạn thêm ha. Nhưng mà đối với mình thì như vậy là được rồi, bởi vì khi mình ăn á, mình còn chấm với lại nước mắm ớt nữa. Đây là nước lèo trong veo luôn các bạn, nhìn hấp dẫn không nè. Đây, rất là hấp dẫn luôn ha. Để mình bỏ vô, bạn nào xiên thì lược ra nha, lược ra để cho nó không có lợn cợn, nhưng mà các bạn nhìn nè, hấp dẫn. Sau khi nửa tiếng mình lấy ra nè, cái trứng vào đây. Dạo anh thánh nè các bạn. Đó. Thì mình cho một ít tôm thịt vào đây, đừng có cho nhiều quá. Thì bạn nếu mà bạn quết không có đều á thì bạn giúp nhìn cho mình, bạn có thể dùng cái máy kích trình ấy á, đánh trứng á, để mình đánh cho mình quết cho nó đều. Thì cái hoành thánh lúc nào trong cái thịt hoành thánh cũng phải có một miếng tôm trong đó. Quét trứng lên đây để cho nó tạo chất kết dính nè. Đây mình làm như vậy nè các bạn, bốn góc mình làm như vậy nè thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Bạn đó, cho bạn nào mà chưa có rành về gói hoành thánh á, rất là đơn giản luôn các bạn thấy không, đơn giản vô cùng luôn nè. Đó, gói hoành thánh thì có nhiều cách lắm các bạn ơi, nhiều cách làm khác nhau lắm. Mình thích cái dạng nào á, thì mình gói cách đó. Dạng này là dạng truyền thống, đi ra ăn ngoài á, là người ta gói như vậy á. Làm như vậy cũng được mà kẹp vô như vậy cũng được, giống như mình thích làm sao nó cũng được hết, miễn sao mà nó dư ra một ít như vậy nè, và mình kẹp nó lại để cho nó dính lại, nó không có bị bung ra lúc mình luộc. Còn thông thì mình có thể gói như vậy. Khi mà bạn làm quen tay rồi đó thì bạn sẽ làm rất là nhanh, nó không có lâu gì đâu. Tại vì mình làm chậm chậm cho bạn nào mà chưa biết cách gói hoành thánh á. Còn khi mà quen tay á, bỏ vô vẹt rạt rạt ra, Nhớ đừng có nhiều quá nha các bạn. Đó. Còn không thôi mình kẹp kẹp đi này lại rồi mình đưa vô. Đó. Lại như vậy cũng ra. Để mình làm thêm vài cái để cho kỹ một chút, để cho bạn nào mà không có biết cách gói á, thì nhìn sẽ dễ dàng cho bạn. Thì cái cục thịt mình bỏ vô đây là có miếng tôm, nhưng mà không có được bỏ nhiều nha các bạn, bỏ nhiều quá thì nó sẽ bị
gói không có được, nó không có chỗ để cho mình kẹp ở trên đây nè, mình dán nó lại nè, đó, dễ chưa nè, đó. Mình bắt một nồi nước sôi lên. Sau đó sôi thiệt sôi nha các bạn. Mình trụng một giấc mì vào đây. Trụng rất là nhanh nha các bạn, khoảng 10 giây à. Đó, rồi bạn lấy ra. Trụng lâu đó quá thì mì nó sẽ bị nhũn nha các bạn. Đó, như vậy là được rồi, 10 tới 15 giây thôi. Bạn muốn cho mì nó ngon á, bạn cho vào đây vài giọt dầu mè hay là dầu mình phi hành á, các bạn hành tím á, cho nó thơm, cái sợi mì nó cũng ngon hơn nữa. Và cái mì vàng lắm luôn nè. Bạn nào mà chưa có xem cái công thức mình chia sẻ cách làm mì tươi, mì trứng tươi tại nhà thì các bạn nhớ xem cái video đó nha. Mình có chia sẻ cái cách làm mì này ở nhà nè. Mình cho vào đây vài giọt dầu nha. Thì cái cọng mì của mình nó sẽ bóng hơn nè, thơm nữa. Vậy cũng trong cái nồi này, mình bắt đầu mình cho hoành thánh vào đây mình luộc. Hoành thánh này mình có thể hấp nè, mình có thể chiên nè, luộc nè, hấp chấm với lại xì dầu á, ngon lắm các bạn. Này các bạn, sau khi mình luộc 3 phút á, thì nó nổi lên như vậy nè. Nhưng mà mình muốn luộc lâu thêm chút nữa, thì tổng cộng mình luộc khoảng 5 phút nha các bạn. Để cho hoành thánh cái thịt ở trong á, nó chín. Ở mình đang luộc á là medium, tức là từ số 1 tới số 9 mình luộc, mình dùng số 5. Này các bạn, bây giờ sau 5 phút rồi nè, mình vớt nó ra, bạn nhìn thấy cái hoành thánh của mình nè. Ôi, nó cái màu nó đẹp dễ sợ luôn á. Mình tắt lửa. Đó, bây giờ mình sẽ cho hoành thánh vào chung với mì. Cho một ít thịt xá xíu vào đây, tùy theo bạn có thích ăn thịt xá xíu hay không. Thì mình cho một ít vào đây. Bây giờ mình cho nước lèo vào đây nha. Cho một ít hẹ vào đây. Mình cho một ít ớt vào đây. Một ít hành phi nha. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Mì hoành thánh. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Để mình quay gần cho các bạn xem nha. Cái mùi hoành thánh, mì hoành thánh nó bốc lên thơm phức luôn cả nhà luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Mình cho các bạn xem gần cái viên hoành thánh nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Có miếng tôm trong đây nè. Mời các bạn nha. Ngon các bạn ơi. Rất là vừa ăn luôn. Và ở trong á, bạn cảm nhận được cái vị tôm, tức là bạn nhai vô nó nghe sực sực giòn giòn á các bạn. Tôm á và mùi nhẹ của dầu mè. Ngon, không biết nước lèo. Nước lèo rất là vừa ăn luôn. Ngon quá chừng luôn. Cái nước lèo này nè, nếu mà bạn không có thời gian á, tối bạn đi ngủ á, bạn bỏ vô trong đó, trong nồi nước lèo bạn hầm. Rồi bạn lấy ra, khi mà xong lấy ra mình bỏ tủ lạnh, khi nào mình chiều mình đi làm về á, mình lấy ra mình hâm lên là có ăn. Còn hoành thánh thì làm rất là nhanh. Hoành thánh bạn có thể trộn thịt trước, rồi tôm thịt để tủ lạnh, qua ngày hôm sau mình đi làm về mình gói rồi mình thả vô có nước lèo ăn cũng được nữa các bạn. Nước lèo này thường thường mình nấu cũng khi mà mình ăn không hết á, mình bỏ vô trong những cái gô, mình bỏ trong tủ lạnh á, để khi nào mà mình không có thời gian mình lấy ra mình làm nước lèo hoành thánh mì ăn cũng ngon các bạn.
Các bạn nhìn nè, cái cọng mì nè, đẹp dễ sợ luôn không? Bạn nào mà chưa làm thử cái mì tươi tại nhà nhớ làm thử nha, ăn rất là ngon luôn á các bạn. Giờ mình cho các bạn xem ở phía trong của cái viên hoành thánh nha. Đó. Ở phía trong nào nó mượt, nó không có bị khô, ngon lắm các bạn. Ăn với lại miếng hẹ nè. Cho miếng hẹ và miếng ớt vào đây. Cái nước lèo mà mình cho một miếng ớt vào trong cái nước lèo này nè, nó the the cay cay, ăn rất là ngon luôn các bạn. Nó thơm cái mùi nước lèo của mình đó, cái vị á nó sẽ tăng lên nữa, rất là ngon. Nè. Mời các bạn nha. Tuyệt vời luôn á các bạn. Đã quá. Trời cà lý lúc này lạnh lạnh đó các bạn. Cho nên là nấu cái món gì có nước ăn nó đã. Có ai làm thịt xá xíu chưa nào? Nếu mà chưa làm thì nhớ làm nha. Mình đã chia sẻ cái công thức bằng xá xíu rồi đó. Rất là ngon luôn á. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè.